Cảm ơn tất cả quý anh chị ghé Khanh ủng hộ những chiếc xe phủ lớp chống đinh để giúp cho cái chuyến đi của mình an toàn hơn và yên tâm hơn cho mọi hành trình. Lớp chống đinh là một trong những công thức giúp cho mình có thể yên tâm khi bị đinh đâm vào, không bị xì. Chắc chắn là nó chống đinh thì nó không bao giờ nó bị xì. Ngoài cái việc mà chống đinh thì lớp xe của mình khi mà trang bị công nghệ này sẽ giúp cho mình giảm cái độ ồn của lớp xe vọng vào phía trong khoang xe, nhất là ở những cái chiếc xe của đến từ Nhật, đến từ Hàn thì mình sẽ bị cái tiếng lớp nó vọng vào khá nhiều so với các xe châu Âu. Rồi quý anh chị khi mà đi mình sẽ sử dụng cái lớp xe có thời gian nó sẽ dài hơn, bởi vì khi mà làm lớp chống đinh này thì nó sẽ không bị thoát hơi nhiều, mà không bị thoát hơi nhiều thì lớp xe của mình nó sẽ không bị gãy phần hông. Đó, không bị gãy phần hông thì mình sẽ sử dụng cái lớp xe nó dài hơn. Với lại khi mà đinh đâm vào thì mình sẽ không bị xì hơi ra. Có những cái lớp xe quý anh chị xài nó còn rất là mới, nhưng khi mà bị lỗ quá nhiều, đinh đâm vào quá nhiều thì chúng ta cũng phải bỏ lớp, bởi vì nó không còn giữ hơi nữa. Khi quý anh chị lái xe trên cao tốc thì làm lớp chống đinh này nó sẽ hạn chế cái việc nổ lớp. Đó, bởi vì có đinh đâm vào, mình chạy trên cao tốc mình không hay thì nó sẽ gây ra tình trạng nổ lớp. Đó là những nguyên nhân để giúp cho mình sử dụng cái lớp chống đinh này yên tâm hơn và giúp cho cái mình bảo vệ gia đình cũng giống như một cái chuyến đi nó cực kỳ an toàn trong mọi hành trình. Bây giờ mời quý anh chị hãy cùng Khanh theo dõi cái quy trình để làm một cái lớp chống đinh như thế nào để giúp cho quý anh chị hiểu rõ hơn và chúng ta mạnh dạn sử dụng cái công nghệ này, bởi vì Khanh cảm thấy nó rất là hay để giúp cho mọi hành trình của quý anh chị luôn luôn được an toàn, và an toàn là trên hết.